Một nỗ lực đảo chính quân sự đã diễn ra ở Bolivia trong ngày hôm qua khi Tổng tư lệnh quân đội nước này dẫn đầu lực lượng bao vây phủ Tổng thống trong vài giờ. Tuy nhiên, Tổng thống Luis Arce tuyên bố âm mưu này đã thất bại và những người tham gia sẽ bị điều tra. 14 giờ 30 ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương, một số đơn vị quân đội Bolivia do Tổng tư lệnh quân đội Juan José Zuniga dẫn đầu đã tập trung ở quảng trường Plaza Mourinho bên ngoài phủ Tổng thống và trụ sở quốc hội. Nhiều binh sĩ được thiết giáp yểm trợ đã vây quanh khu vực, trong khi một xe cố tông vào cổng phủ Tổng thống để mở đường cho các quân nhân tiến vào trong. Đất nước đang đối mặt với một cuộc đảo chính, đối mặt với âm mưu phá vỡ nền dân chủ. Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của người dân Bolivia. Chúng tôi cần người dân Bolivia tập trung và huy động lực lượng để chống lại cuộc đảo chính, bảo vệ nền dân chủ. Tổng thống Luis Arce quyết định bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới José Wilson Sánchez thay thế ông Zuniga. Với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, tôi yêu cầu ra lệnh cho tất cả các lực lượng binh sĩ trên đường phố rút lui và trở về đơn vị. Chỉ vài giờ sau khi các đơn vị quân đội xông vào dinh Tổng thống Bolivia, tướng Juan José Zuniga đã bị bắt giữ. Chính quyền Bolivia cho biết, ông Zuniga và những người lính tham gia vào nỗ lực đảo chính quân sự sẽ bị điều tra. Vụ đảo chính ở Bolivia đã vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Xung đột Israel-Hezbollah có thể lan rộng ra Trung Đông. Đây là nhận định được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Israel Yoav Gallant tại Lầu Năm Góc. Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Israel Yoav Gallant, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh một cuộc đối đầu khác giữa Israel và Hezbollah có thể dễ dàng biến thành xung đột khu vực, gây ra hậu quả khủng khiếp cho Trung Đông. Những hành động khiêu khích của Hezbollah có nguy cơ kéo người dân Israel và Liban vào một cuộc chiến mà họ không mong muốn. Một cuộc chiến như vậy sẽ là một thảm họa đối với Liban và tàn khốc đối với những người dân vô tội. Trước tình hình này, ông kêu gọi các bên khẩn trương tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Ngoại giao cho đến nay là cách tốt nhất để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa. Chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao nhằm khôi phục sự bình yên lâu dài cho biên giới phía bắc của Israel và cho phép dân thường trở về nhà an toàn cả hai bên biên giới Israel-Liban. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết nước này đang phối hợp chặt chẽ để đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Tel Aviv cũng phải thảo luận về việc sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra. Trước đó, quân đội Israel cho hay kế hoạch tấn công Liban đã được phê duyệt trong bối cảnh các cuộc đụng độ xuyên biên giới leo thang. Washington đến nay vẫn nỗ lực tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và ngăn chặn một cuộc xung đột lớn khác ở Trung Đông. Theo kết quả một cuộc thăm dò của hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Quốc gia vừa công bố, đa số người dân Mỹ trưởng thành dự kiến sẽ theo dõi cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng cử viên Tổng thống Joe Biden và Donald Trump vào ngày 27 tháng 6 theo giờ địa phương. Kết quả thăm dò cho thấy là khoảng 60% số người trưởng thành ở Mỹ nói rằng họ chắc chắn sẽ theo dõi hoặc rất có khả năng sẽ theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp hoặc qua video clip hoặc đọc, nghe bình luận về sự thể hiện của các ứng cử viên qua tin tức hoặc là mạng xã hội. Cả những người ủng hộ ông Biden và ông Trump đều coi cuộc tranh luận này là một thử thách lớn đối với ứng cử viên của họ, hoặc coi đây là một sự kiện mà họ không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người Mỹ không hài lòng với hai ứng cử viên tổng thống năm nay. Trước khi diễn ra cuộc tranh luận, cả hai ứng cử viên nhìn chung vẫn không nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri, mặc dù ông Trump vẫn duy trì lợi thế ở mức khiêm tốn về tỷ lệ ủng hộ so với ông Biden.